thực hiện chương trình hành động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Hát Xoan Phú Thọ. Đêm ngày 8 tháng 9, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Phú Thọ tổ chức đêm Hát Xoan tại Đình Hùng Lô, một trong những kiến trúc nghệ thuật độc đáo được xếp hạng cấp quốc gia của thành phố Việt Trì. Tham dự đêm Hát Xoan có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và lãnh đạo Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam cùng hơn 50 thành viên đoàn khảo sát du lịch tuyến vòng cung Tây Bắc đang thực hiện chương trình khảo sát tại Phú Thọ. Tham gia đêm Hát Xoan là các nghệ nhân và thanh thiếu niên của bốn làng xoan cổ Phù Đức, Thét, Kim Đới, An Thái của thành phố Việt Trì. Chín làn điệu xoan cổ gồm giáo trống, giáo pháo, đóng đám, nhàn ngâm, ngư tiểu canh, mục cách, đối dãy cách, thuyền chèo cách, bỏ bộ, hát du và dã cá, được trình diễn theo lối hát truyền thống gồm ba chặng là hát nghinh thần với các nghi lễ tôn giáo, sướng các quả cách và phần hát hội mang tính chất trữ tình, phản ánh tình cảm giao duyên. Đêm trình diễn Hát Xoan một lần nữa làm sống lại giá trị của Hát Xoan trong lòng người Phú Thọ, đồng thời cũng khẳng định những giá trị văn hóa mà Hát Xoan có được cần được bảo tồn. Trong quá trình xây dựng hồ sơ quốc gia Hát Xoan Phú Thọ, ngành văn hóa sẽ chỉ đạo phục hồi những điệu xoan chưa hiện hữu, còn nằm trong tư liệu và trong trí nhớ của các nghệ nhân.